bây giờ mình sống ở dưới đây nè, rồi mình đi lượm dây chai vậy có đủ mà cái chi tiêu để nuôi hai đứa nhỏ này không? Có thiếu thốn cái gì không? Dạ. Có nhiều là ăn, có bữa nào mà không có gì ăn không? Có. Nếu mà những ngày mà hai chồng em không có thu nhập đó, thì ăn bằng gì? Dạ. Có gì ăn đó. Để ra đường. Kiểu ngoài sau thì chỉ ăn tương trái trường chiều chiều, bữa nào mà chỉ về đây là chỉ tay nhỏ đem qua cho bọc cơm bọc rồi ăn tương. À. À, hai chồng là chỗ người ta từ thiện, người ta cho cơm ha. Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Quang có ghé lại cái gầm cầu nơi là hai vợ chồng chú ngụ nha. Cũng quỳ cô gái thì kể lời cha mẹ theo người yêu. Thì hai người cũng có với nhau mà hai đứa con. Chồng thì không có nhà cửa hết trơn á, nên là cái cô gái này đó ngày theo cái người này á, thì xuống cái gầm cầu này để mà sinh sống. Thì hôm bữa Quang có ghi hình rồi đó, thì được sự ủng hộ của chị Thu Minh ở bên Mỹ đó, gửi tặng cho hai chồng là 800.000. Thì Quang hôm nay cũng đến một ghi hình để mà trao cái số tiền đó cho hai chồng, thì có được cái số tiền để kiếm kế sinh nhai nha. Đó. Đây là cái xe này không quý của chú chị của hai vợ chồng đó, là đi lượm ve chai nè để sinh sống nè. Đó, giật này thì hai chồng đang ở trong cái nhà nè. Đó, ở đây là dưới gầm cầu nha. Cái quý cô chú chị, gầm cầu này là ở Long Xuyên, An Giang. Hai chồng chọn cái nơi gầm cầu để mà chú ngủ. Ở đây thì tối ôm hả quý cô chú anh chị. Đó. Rồi, giật này thì mời quý cô chú anh chị cùng với Quang vô trong cái gầm cầu để thăm gia đình em Thông nha. Rồi, chào em Thông nha. Đang làm gì đó Thông? Dạ, tao bóp cái chai lại cho nhà. À, mình mới chảy này lại để ở đây hả? Dạ, dạ. Rồi, chào rồi. Thông nha. Dạ, chào em. Rồi ở dưới đây là mình múc nước này mình xài đó hả Thông? Dạ, chưa xài. Trời ơi. Cái này chảy tấm thảm này ra hồi nào vậy Thông? Dạ, chảy lắm rồi anh. Lắm rồi ha. Dạ. Im ha. Ừ. Trời dạ, ơi. Sạch hơn bữa hổm nè. Con này. Dở ra cái thấu mát nè. Hôm bữa mà thấy không gọn gàng hơi gối, bây giờ thấy ngon lành rồi, hai chồng ngồi lại cho chuyện chút coi. Ừ ơi con trai kìa, sao hôm nay đến đây vui không? Mới ngủ dậy đó hả? Ơi kìa, kìa bé này là mấy tháng rồi? Chủ sữa ha. Cưng quá giờ cục vàng ơi. Cười kìa. Con tên gì? Trời ơi kìa. Rồi hai chồng hổng gài cuộc sống đây làm sao, kể cho anh nghe phải không? Có đi đi làm sao rồi? Có ổn không? Rồi em đi nhặt cái chai bình thường á, mà gài nó bán số thì ôm với thầy. Không gài. Không gài hả? Dạ. Trời ơi. Nằm khóc 2 ngày luôn. Trời ơi. Mấy ngày nay cái à. Em đi vô giữa cho chai em dọn, giữa chai với tôi đi học, mới mốt cần, mới mốt đẩy xe đó đi mua cho chai. À, cái xe cho chai ngoài kia đó ha. Dạ. Tập phân loại ha. Dạ. Mà mình làm cái xe ba gác mình đi ha. Mình đẩy ra, đẩy ra giá này giá kia nhỏ rồi sau mình đẩy. Thì cũng có chị Thu Minh ở bên Mỹ đó. Thì gửi tặng cho hai chồng 800.000 ha. Nè, đưa gửi cho em Thông nè. Đó. Rồi có lời nào để cảm ơn chị Thu Minh không Thông? Dạ, em cảm ơn chị. Giúp chị mạnh khỏe. Chị làm ơn hết rồi. Rồi gia đình ăn cơm chưa? Dạ, ăn rồi. Rồi ha. Hôm nay ăn cơm với gì đâu, nói anh nghe coi. Đâu, cho anh coi coi. Còn nước không? Thôi ơi, còn nước không vậy? Dạ. Canh gì? Bánh chanh với hủ tiếu. Mình thấy cái cuộc sống ở đây nó mà như vậy thấy có hạnh phúc không? Hai chồng hạnh phúc không? Rồi anh thấy có bánh mì đó, bánh mì là hồi nào vậy? Bánh mì đó hồi tối em đi lượm tiệm ta cho. Cho hồi tối ha. Cái chỗ này là Thông em che lại hay gì sao Thông? Dạ, hay vợ che? Em che lại. Em che ha. Dạ.
cái con bộ im quá ta. À, thì đây cũng là... giống như là một cái căn nhà nhỏ của hai chồng rồi. Làm chỗ che bữa nay che đây ok rồi. Đây là cái nhà tắm của hai chồng sinh hoạt này nha cả nhà. Có nhà tắm nữa hả? Đây nè, có à. Trời ơi. Có nhà tắm sau lưng nè. Hay luôn. Đâu? Nhà dữ nè. Trời ơi, nhà tắm này hả? Đây là kiểu biệt thự nè. Ừ, văn nè. Mấy cái này gì ca không ta bỏ cái em lụm lại vậy. Giặt xuống dưới sông mà giặt lại không bơi thôi rồi. Ừ. Ừ. Vậy, có chỗ văn võng yên nữa ta nghiên cứu được chỗ văn võng nữa. Dạ có mấy cái bóc sắt ở trên đó. À. Chắc không? Để chắc à. Có bữa tối mình ngủ ngon. Dạ. Yeah. Nó nhịp nhịp. Xe chạy nhanh nhịp này khỏi ai đưa võng. Ở đây tối ồn như ngủ được không? Tại vì xe chạy lên. Lúc đầu thì chưa quen thì chạy ngày sau thì quen. Ừ. Nói chung thì ở đây đồ đạc mình là đầy đủ chưa? Nồi niêu son chảo gì đó đủ chưa em? Là đủ có rồi ha. Có thiếu gì không? Cũng có mấy chị cũng có cho ha. Rồi cái dưới nước này mình lấy nước mình sinh sống rồi là cái mùa khô rồi không có nước rồi sao thông? Mùa khô không có nước thì lên bờ sinh ha. Ờ à, cái nè. Bình 5 lít đó hả? Ừ. Rồi. Sinh bình 5 lít đó. Rồi nếu mà hoặc tắm giặt thì sao? Tắm giặt thì vậy xuống sâu chứ nó mất nước. Ừ. Ở đây xịn không sao mình xuống dưới được? Dạ được rồi. Nước lên thì là xuống được. Có làm cái cầu được không? Dạ không, có làm cái nó bù quật thì xuống rồi. Rồi hôm ngày vợ có về nhà được không? Nhà vợ được không? Dạ, em ít về á. Thường thì em thằng chồng ở đây đi đâu chung. À, thấy mắt bị gì á? Em bị đụng cái ống rồi sao? Bữa xây cái xe lại đập chiếc xe ra xây lại đó mấy cái cây đó. À. Xe thời cao. Rồi cái cao quá. Đụng cái đấy. À. Lo nhìn cái chân xe xong đụng cái ống bằng sắt. Đây có nó có hộp. À. Ở đây mình đèn năng lượng được có không? Không có ba đèn này nó hết pin rồi nó lượm của người ta không. Đây lượm đó hả? Rồi đầu nãy vô cài được xíu rồi nó hết rồi. À. Bé này giờ dễ cưng dữ ta. Rồi tối ngủ ở trên niệm đó hả? Dạ trên niệm nè. Niệm nó sao không thấy bằng phẳng thôi không? Dạ tại vì cái chỗ này nó bị chúa xuống à. À. Cái giường nó bút trên gáp lại nó bị lớn tới đây nè. À. Cái giường gáp lại ha. Lụm mấy cục bút dán băng keo. À. Cục vui là cái dán băng keo lại gần nằm cái giường. Ừ. Cái này lên, đồ dưới đây chắc chủ yếu là mình lượm không hả? Dạ được lượm. Ờ coi nè, lượm không à? Ồ bộ dưới chai đi lượm không? Tận dụng cho nó xài ha. Rồi mình xuống mình đi đường này đấy hả không? Có đâu đi đường kia hả? À cái xe mà để lụm như chai để bên kia. Để xe đó khi nào mà bị người ta đá xe mất không? Dạ mất hết lần rồi chứ rồi được. Có mất lần rồi hả? Dạ mất lần chứ rồi được. Mình kêu quá. Rồi. Ngủ bên đêm mệt chứ ngủ. Ta kêu đêm cũng hay cái sáng 5 giờ sáng dậy múc nước. Ờ. Rồi cái thấy không có. Xe cái là mất tiêu. Chạy đi kiếm giáo giá chờ. Cái đó là người ta lấy người ta đẩy của người ta hay là người ta lấy người ta chôm? Người ta lấy người ta làm công chuyện của người ta đó mình gặp xin lại. Ờ. Xe của em mà bảo anh trả lại cho em. Ờ. Gặp xin lại ha. Dạ. Rồi ba kìa. Anh nghĩ nhiều khi á người ta lấy để người ta mượn người ta đẩy đồ mình ta không gặp ai á. Ờ. Em cũng nghĩ là vậy em gặp em xin lại thôi. Ừ. Hơi xa ha, kệ đi mình nghĩ vậy đi. Yeah. Không là cho anh hỏi là mấy cái này là mình cái đó là mình hồi xăm hồi nào? Dạ, lúc nhỏ còn trẻ hả? Dạ, chưa vợ. Chưa vợ ha. Dạ. Cho anh hỏi là nếu mình tổng cộng là mình có bao nhiêu cái hình? Dạ xăm em là từ trên dưới là cũng nhiều. Bao nhiêu khoảng 20 cái không? Dạ, không tới. Không tới ha. Dạ. Lúc đó mình xăm cái đó mắc tiền không ta? Không, xăm như dạng máy của tôi chế rồi anh. Ờ. Dạ, có cái này là mới lớn à. À. Thấy là xong của mèo rồi, có chiếc cái xong heo. À, con đó của mèo ha. Những cái tay là mình hình cái gì? Là hình quỷ. À. Nói chung mà mình á mình thích là được rồi. Chứ nhiều khi người ta nói mấy người hình xăm người ta ra đường người ta sợ. Không. Chứ mình cũng bình thường thôi chứ đâu có gì đâu đúng không? Có vậy,
dầm nữa bằng ngứa mắt à. Đúng rồi. Tại vì cũng nói thẳng ra là ở Việt Nam mình thì cũng chưa có thích nghi với cái vấn đề hình xăm nhiều lắm. Còn cái hình xăm á thì cái đó là cái sở thích riêng mà. Ai thích thì làm thôi, cũng đâu có gì đâu. Thì hình xăm vô quán mà vô số người ta giờ mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều khi người ta ngại quá. Chứ ví dụ như Thông đi bán với số mà mình mẩy mình xăm nhiều quá đó. Cái người ta ngại. Tôi thấy người ta cũng ngại, người ta không dám mua á. Ra đường ta dầm 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 là mình nếu mà gì mình có cảm thấy là mình tuổi thân gì không? Không. Cố gắng ha. Ừ. Là cho mình xong mình. Đúng rồi, tại vì hồi xưa mình cũng như mình chưa có suy nghĩ chín chắn, mình đam mê mình xăm ha. Này, con này tên gì quên rồi? Con tên gì? Tên gì đẹp đó? Trai quá nè. Con tên gì? Nó chỉ chưa gần. Đẹp trai lớn, đẹp trai lắm á. Đẹp trai nè. Bà này tính đàn ông. Ngộ hả? Dạ, hai đứa đi ngược cái nhà. Tối ngày nó đòi mặt đầm. Kỳ trời. Bé này thì tối ngày rồi mặt đầm. Dạ. Này nè, con nhỏ kia thì là tính tê bộ lực. Dạ. Hai đứa này nó lộn với nhau rồi. Con trai lớn này của em nè, là ăn cơm hay là uống sữa? Dạ, ăn cơm uống sữa. À, vừa ăn cơm vừa uống sữa luôn ha. Cái này tối mưa, nếu mà mưa lớn nó dột nó có tạt không? Dột thì chắc không dột đó, nhưng mà sợ nó tạt thôi à. Nó xe chạy cho nên nó văng nước vô. Đúng rồi, nó bay vô ha. Cái này sao mình không che thêm nữa ta? Cái này nè. Dạ, chưa đủ bạc. Chưa đủ bạc ha. Dạ, xe nhiều quá rồi. Ta nhìn thấy người ta cũng ta lợi người ta đuổi ha. Dạ. Ta không có lợi nhắc nhở là che nó ở bình thường, nhưng mà che chỉ ít thôi, nên che nhiều quá nó không thấy là gì. Nó không thấy ha. Mắt mới quan. Mắt thẩm quan đô thị ha. Dạ. Vậy cũng đúng, nếu mà che nhiều quá thì nó đúng là đồng thị nó không có đẹp. Nếu cái chỗ này nè mà em mà sửa soạn lại, mình làm cho nó gọn gàng lại ở lâu dài cũng được đó. Thiệt sự anh thấy nè, nó cũng thứ nhất là nó sẽ không có cái vấn đề bị dột mưa rồi đó. Mưa là nó không dột, nhưng mà nếu mình dọn sạch sẽ lại là mình ở chắc có thể là lâu dài được. Dưới ở dưới đó rồi đó, mình dọn sạch sẽ lại. Đúng rồi. Nếu mà có ton này em dừng ở đây được không? Nè, ton thì em dừng từ cái này nè, cái bậc này xuống đây, tức là mình sẽ dừng tới đó nè, thấy không? Cái mình đi. Không, như vậy là cái chỗ này nè, mình là có thể mà để một cái giường được á. Mình nghiên cứu mình để một cái giường là hai chồng hai đứa con sinh sống được rồi. Bây giờ thật là khó khăn, kinh phí của em thì không có. Kinh phí cũng hạn hẹp ha. Ở đây mình chủ yếu là mình nấu bếp ga không, mình không có nấu bếp củi được ha Thông. Lúc đầu thì nó củi mà bên sớm rồi ta xem đèn nó củi sẽ cháy. Người ta không cho ha. Tức là mấy người mà người ta đốt bằng củi nó khói nó lên nó phải không? Như vậy thì mỹ quan đô thị nó không có, với nhiều khi là cái mùi khói á, ta khói là cái gì? Qua trên lại mắt cảm nhận của người ta chưa? Bé dễ cưng quá ha. Okay. Khói nhiều quá xe chạy lên. Rồi hai chồng mà bây giờ mình sống ở dưới đây nè, rồi mình đi lượm dây chai vậy, có đủ mà cái chi tiêu để nuôi hai đứa nhỏ này không? Có thiếu thốn cái gì không? Có nhiều là ăn, có bữa nào mà không có gì ăn không? Có. Nếu mà những ngày mà hai chồng em không có thu nhập á thì ăn bằng gì? Có gì ăn đó. Để ra đường. Ngoài sao mình chỉ ăn tương trái
À. Còn mình hồi lúc mới xuống tụi em đi cơm từ thiện đúng không? À, hai chồng là lại chỗ anh ta từ thiện ta cho cơm ha. Mà chợ Vĩnh Long. Không mà bữa nay thấy được chảy cái này là quá đã rồi nè. Đúng rồi, thấy cái tấm bạc này nè. À, hai đứa nhỏ với chơi là không dơ nữa rồi đó. Dạ, tấm bạc rất là đẹp luôn. Ừ. Này bữa nay mày lụm hả? Dạ lụm. Rồi tấm này cũng gì? Cái đầu với em mà em xuống dưới sau anh giặt là sạch sẽ chảy. À. Nước này là nó có lớn nữa không hay là nhiêu thôi? Dạ còn lớn nữa. Lớn nữa. Dạ. Nó lên là gạt cái chút nữa trên. À. Tới mùa cạn là nước này nó rút tới đâu ta? Là tháng nước lũ ha, được rồi ha. Ừ. Lên đây luôn. Ừ. Xong rồi em đi tới mấy bãi xà bằng nữa, người ta bỏ lên để anh đổ vô. Ừ. Giờ nước cao này mình có thể giặt vũ dây được nữa nè. Còn dạ, tiếp. Dạ, không cho nó xong. Ờ, giờ không biết lỗi hả? Giờ không quay ha. À, phải rồi. Hôm nay nó quay, em giặt một nước để giặt. Ờ. Ừ, trời. Anh hỏi rồi, hôm nay đó là hai vợ chồng đó là đi bán vé số được bao nhiêu tận? Dạ, nay không có bán. Nay không bán ha. Dạ. Cái chớ không bán ngày nay. À, có nghĩa là không còn nguồn nữa ha. Dạ. Cạn kiệt tài chánh này ha. Hai, hôm hai bữa. Vì mình bán lỗ hay sao? Bữa mấy anh xuống là bữa hôm 20 tờ. Ờ. À, là rồi cái tiền bữa qua bữa sau là bữa đó. Mình em hôm chồng tại bữa đó chồng á nhà đóng xe không có bán tiếp. Ừ. Nhà nó sửa xe cây lại xe bị đẩy. Ừ. Để nó bán về ôm mấy nhé. Ê, ê. Ê. Quậy hay gì? Hả? Quậy không? Quậy không con? Ừ. À, cuộc lại đúng rồi đó. Rồi bò kìa. Ừ. Như bán vé số. Ngày nay thì bán không được. Nửa lớn con làm gì? Hả? Để nuôi ba mẹ. Hả? Cục vàng. Nói gì con? Cục vàng. Nó cười kìa. Cục vàng nè. Bạn bạo luôn ha. Bạc nó muốn bạc là bạc à. Quậy dữ lắm đó. Chắc quậy hơn anh đó, nhìn anh nó nhút nhát quá trời kìa. Gái vậy đó. Ừ. Quậy em quậy hơn. Ừ. Chừng bật ra nghe không? Bật đó. Có nghĩa là nó biết mình giỡn với nó hay sao đó. Ờ. Dạ. Ờ. Chị lành lên. Ờ. Dạ. Dạ con. Hả? Ờ. Phải ha, phải ha. Được hai cái răng khỏ kìa. Được bốn cái. Ừ. Hay gì chứ có đứa con là cũng là niềm vui chứ bộ ạ. À. Hai chồng có hai đứa con này chứ vui lắm chứ. Dạ, mệt về đi dạ anh đó. Ờ. Mệt vậy gặp nó chơi với nó hết mệt ha. Dạ. Lâu không đài đi heo vậy chứ. Ờ. Nó đúng rồi. Chứ bây giờ nó nhỏ đâu ai giữ đâu. Chắc mẹ đây ở phía trước á hả? Dạ. Ờ. Đẩy xe. Ờ. Nhỏ ngồi xe. Ờ. Cô mình chạy nó chơi chiếc xe cũ. À chiếc xe đó đấy ha. Nó ngồi thằng nhỏ nó ngồi nó tụt lên tụt xuống à. Ờ. Cái xe này đó ha. Dạ. Cái mỗi lần nãy là cái xe con gấu ngoài trước. Ờ. Anh hai mà nhút nhát quá anh hai ơi. Nhìn em thấy chưa, nhìn em kìa. Em ngoan không? Đó. Lạ nó sợ không? Cũng hơi sợ. Hơi sợ ha. Lạ nó hơi sợ. Mấy chú là lại mấy chú giúp đỡ có gì đâu sợ con. Gửi thăm con nè. Đó. Gửi thăm cha mẹ nè. Ừ. Để gửi quà. Quà cho con uống sữa. Ừ. Chịu không? Ngoan đi, mấy chú Hương. Ừ. Thấy không, nhìn em kìa, thấy không, em ta cứng rắn ghê không? Là chiều là hai chồng ăn cơm rồi hay gì? Ăn sớm chưa trời? Mới ba mấy ăn cơm rồi. Dạ, chuẩn bị sữa đi bán cho trai mà, làm cũng tới luôn. À, có nghĩa là chuẩn bị đi bán ha. Đây mình bán gần không? Dạ, bán gần 7 à, Mỹ Phước ha. Từ đây dưới là bao nhiêu cây số em? Rồi thôi thì mấy anh cũng hôm nay cũng đến thăm hai vợ chồng đến đây thôi ha, cố gắng lên nha. Thì nếu mà có hữu duyên với Mạnh Thường Quân, có
có thương như gia đình thì tụi anh đến giúp nữa ha. Rồi chào hai chồng nha. Chào hai chồng em nha. Chúc hai em là sẽ gặp cái duyên lành.